Xin chào và rất vui được gặp lại các bác ở trên kênh YouTube của Đồng hồ Quang Lâm. Trong video của ngày hôm nay thì bên em sẽ về trên tay với các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu của Orient. Ở đây thì em có một con Orient Mako 3, một chiếc Mako 3 màu xanh deep blue, phiên bản của thị trường nội địa Nhật. Và con này thì nó sẽ là full box hộp sổ thẻ về kèm. Chiếc này của em thì nó sẽ có cái mã là RNAA0002L với mức giá niêm yết là 48.400 yên. Giá này thì bây giờ nó loanh quanh đâu đấy khoảng tầm gần 8 triệu các bác nhé. Khoảng 7,8 triệu. Với cái đường kính size mặt ở trên chiếc này nó là size 42. Và độ dày của nó là khoảng tầm 12,9. Lắc tu lắc em đo được ở đây nó khoảng tầm 46. 46,6 thì nó sẽ dành cho những anh em tay vừa và cổ tay nó hơi to một chút. Từ khoảng tầm 15.5 trở lên thì chúng ta đeo sẽ rất đẹp và thoải mái chiếc đồng hồ này. Mặt số của nó thì có cái màu xanh than, xanh deep blue. Với 11 bộ cọc số cũng khá là to bản và bộ kim được đính rất là nhiều dạ quang, phát sáng rất là rõ ràng vào ban đêm. Có đầy đủ dạ quang ở trên thân kim và trên các cái chấm, các cái thân cọc số chứ không phải là chấm. Đó, đầy đủ trên thân luôn, đều có dạ quang để cho chúng ta dùng. Logo của Orient với dòng chữ Automatic ở trên góc 12 giờ. Bên 3 giờ thì sẽ có lịch ngày, lịch thứ và có Water Resistance 23, chống nước là 200 m nước. Kính được trang bị nó là kính sapphire các bạn nhé. Con này kính sapphire rồi dùng thoải mái rất nhiều. Niềng Benzen thì có thể xoay được một chiều và nó làm dạng niềng băm, đánh vạch chỉ phút từ 10 đến 50. Ở 60 thì nó sẽ là một cái chấm dạ quang để cho chúng ta có thể dễ dàng nhìn giờ vào ban đêm được. Đó, con này thì các bác có thể xoay được một chiều như thế này để tính được giờ thể thao, đi bơi, đi lội, lặn ngụp. Đó, với 200 mét nước thì các bác có thể lặn ngụp thoải mái rồi. Đó. Còn nếu như các bác không tính giờ thể thao thì các bác cứ để nó ở vị trí ở trên 12 giờ này thì nó sẽ cân đối và đẹp nhất nhé. Đó. Phía bên đông thì sẽ có ở góc 3 giờ là núm chỉnh giờ dạng screw down và có logo của Orient kèm với cái gờ bảo vệ. Đằng sau thì em sẽ có các cái thông số cơ bản như là độ chống nước 200 m này, thân thép không gỉ, kính sapphire, bản made in Thái Lan, được sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Orient đặt tại Thái Lan và nó làm cho thị trường nội địa Nhật trước này. Máy F692 với 22 chân kính, 21.600 tần số dao động và con này của em là 40 giờ thích cót tối đa. Có đầy đủ cả hỗ trợ cót tay và có cả là dừng kim dây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ. Đó. Núm thì núm gen xoáy rồi, chống nước rất tốt, bền bỉ. Và đi kèm nó sẽ có một bộ dây thép đúc đặc, đầu trên này là cỡ 22, dưới khóa nó là cỡ 20. Em sẽ ướm thử ở trên cổ tay 17 của em trên này. Với chiếc Orient Mako 3 này thì nó sẽ phù hợp cho những anh em có cổ tay vừa và cổ tay nó hơi to một chút, từ khoảng tầm 15.5 đến 17. 17.5 thì chúng ta đeo sẽ rất đẹp và thoải mái. Như tay em thì đang là tay 17. Đó. Và mức giá hiện tại thì đồng hồ Quang Lâm đang về giao lưu với các bác, chiếc này một chiếc hàng chưa qua sử dụng thì sẽ có giá là 5.550.000 với mã là 8201, giá 5.550. Các bác mà đang quan tâm tìm kiếm và yêu thích chiếc này thì có thể truy cập ngay trực tiếp vào website đồng hồ quanglam.com để đặt hàng, hoặc là có thể alo cho bên em theo các đầu số như là số hotline 0834 69 66 99 hoặc là qua địa chỉ 23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội để lên tay trực tiếp. Và đồng hồ Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video về chiếc Orient Mako này và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.